Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa Quốc hội. Trước hết, với những nội dung trình chiều ngày hôm nay thì tôi cũng cùng với cả các đại biểu khác trong đoàn Hà Nội đã xem xét, thảo luận và cũng có những nội dung đánh giá cao về sự chuẩn bị của Chính phủ cũng như báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội, đặc biệt là báo cáo của thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách. Tôi xin tập trung vào hai nhóm vấn đề thảo luận chiều nay. Trước hết là về công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Với cái quan điểm là chúng ta nhìn lại công tác quyết toán ngân sách để rút ra những cái bài học kinh nghiệm, đặc biệt là những cái nội dung mà đã kéo dài tồn tại trong nhiều năm, thì cần phải có cái giải pháp để chấn chỉnh và thậm chí là phải xem xét trách nhiệm để thực hiện nghiêm được kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chính sách của nhà nước. Thì ở đây chúng tôi thấy là với một cái niềm tin phải nói là cùng đồng hành vượt qua những cái giai đoạn rất khó khăn, thì năm 2021 của chúng ta với cái dịch bệnh như vậy, nhưng mà đến nay thì Chính phủ báo cáo với Quốc hội là quyết toán thu ngân sách nhà nước đã tăng 17,2% dự toán và chi là tăng 0,4% dự toán. Mặc dù là có những cái phân tích đánh giá nguyên nhân trong cái lập dự toán chưa sát, gây ảnh hưởng đến cái quá trình điều hành. Tuy vậy, với cá nhân tôi thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng để đạt được những cái kết quả như vậy thì là sự ghi nhận nỗ lực rất đáng trân trọng của Chính phủ, của các bộ ban ngành trung ương, các địa phương và sự đồng hành của tất cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Tuy nhiên là khi xem trong báo cáo của Chính phủ trình, đặc biệt là báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thì chúng tôi thấy là một số vấn đề vẫn chưa được xử lý và thậm chí là có những vấn đề mà thấy nó còn mức độ là khá là nghiêm trọng hơn. Tôi có thể đơn cử đó là một số nội dung chúng ta giao dự toán vẫn chậm. Cái này thì thấy rất là rõ và nhiều đại biểu cũng đã phát biểu. Rồi bổ sung điều chỉnh vốn nhiều lần. Và đặc biệt là chúng ta bổ sung điều chỉnh vốn và thậm chí phân giao vốn đến tháng 10, tháng 11 thì Trung ương vẫn tiếp tục làm. Thế thì địa phương chúng tôi đi giám sát tại một số tỉnh thì cũng nói là quá sát rồi, không thể làm được nữa. Thì hoặc là chuyển nguồn, đấy, hoặc là thôi hủy. Thế như vậy là nó làm cho cái khả năng chúng ta có vốn đưa vào cũng không thể làm được. Và một trong những vấn đề mà chúng tôi thấy là cái công tác chuẩn bị đầu tư để đảm bảo đúng đủ thủ tục đầu tư theo đúng luật đầu tư công, để Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể tổng hợp và báo cáo với Chính phủ, trình với Quốc hội để phân bổ thì cũng không được đảm bảo. Một số bộ ngành địa phương trong báo cáo kiểm toán cũng nêu rõ là chúng ta bố trí vốn còn có những dự án là chưa đủ thủ tục. Một vấn đề mà chúng tôi thấy cần phải nêu đó là hiện nay lại phát sinh số nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Và cái này thì trong vi phạm vào luật đầu tư công và tất cả những cái chỉ thị để yêu cầu thực hiện xây dựng dự toán năm cũng như là nghị quyết của Quốc hội thì bao giờ cũng lưu ý một nội dung rất quan trọng, đó là tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Nhưng mà số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản thì giữa báo cáo của Kiểm toán Nhà nước với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì lại chưa thống nhất. Xin báo cáo với Quốc hội là theo báo cáo của Kiểm toán thì số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư trên hệ thống thông tin giám sát về đầu tư công chỉ có 4.465 tỷ đồng. Chênh lệch rất lớn với số liệu tổng hợp của Kiểm toán Nhà nước tại 5 bộ cơ quan trung ương và 43 địa phương. Và đây tôi tin là chưa phải là bức tranh tổng thể vì mới chỉ có 5 bộ và cơ quan của Trung ương và 43 địa phương thôi. Thì số này đã lên đến 23.608 tỷ đồng. Điều này thì nó cho thấy là chúng ta theo dõi cũng như tổng hợp số liệu để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để điều hành cũng như là báo cáo với Quốc hội là chưa đảm bảo tính xác thực. Đồng thời chúng tôi rất mong muốn là cần phải rà soát kỹ lại số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản này, phân tích các nguyên nhân làm phát sinh lớn số nợ đọng xây dựng cơ bản và có phương án xử lý cũng như làm rõ trách nhiệm đối với những cái địa phương mà để với cơ quan đơn vị địa phương khi vi phạm hành vi cấm của luật đầu tư công. Tôi xin nhấn mạnh đây, trong luật đầu tư công thì là cấm. Và tôi liên tưởng đến số liệu của các cái doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nếu năm 2022 số liệu này là 143.198 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó ngành xây dựng có số doanh nghiệp tăng mạnh là 18,8%, thì trong báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư giải trình ý kiến thảo luận của các đại biểu tại tổ gần đây nhất tháng 5 năm 2023, tức là vừa mới xong, thì trong 5 tháng đầu năm của năm 2023 thôi, thì số liệu các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã 88.000,
tức là tăng hơn 77.000 so với số liệu báo cáo chính thức của chính phủ có cập nhật. Nhưng mà đáng lưu ý là trong này thì riêng ngành xây dựng số doanh nghiệp rút lui đã tăng đến 25,5%. Và liệu có cái sự liên hệ chăng đến cái doanh nghiệp khó khăn trong lĩnh vực xây dựng mà chúng ta nợ động xây dựng cơ bản, tức là khối của cơ quan nhà nước, chúng ta nợ của doanh nghiệp trong cái tổng số mà chúng ta tạm thời ghi nhận theo số liệu của kiểm toán là 23.608 tỷ hay không, để khiến các doanh nghiệp xây dựng đã khó lại càng khó hơn. Đấy thì chúng tôi rất mong muốn là cái này cần phải được làm rõ. Vấn đề thứ hai nữa là về số chi chuyển nguồn, thì cái này năm nào cũng nói và nói rất nhiều lần. Tuy vậy thì chúng tôi thấy là đáng chú ý là trong báo cáo của kiểm toán thì cũng đã chỉ ra rất nhiều khoản tạm ứng quá hạn phải thu hồi, nhưng nhiều năm qua thì không thu hồi được. Và một số bộ ban ngành địa phương cũng báo cáo là nhiều nội dung là không thể thực hiện được. Thì trong báo cáo của kiểm toán cũng đã nêu bốn nhóm nguyên nhân và phân tích là thuộc trách nhiệm của các cơ quan, kể cả bao gồm cơ quan kiểm toán, có 3% trong tổng số những cái kiến nghị chưa thực hiện được. Thế thì chúng tôi rất muốn là đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát chi tiết những cái số chi chuyển nguồn mà không đúng quy định và thực hiện đúng nghiêm luật ngân sách nhà nước, không quyết toán các khoản chi chuyển nguồn không đúng quy định này, đồng thời phải có giải pháp cụ thể để chấn chỉnh tình trạng chậm thu hồi các cái khoản tạm ứng từ các niên độ quyết toán của năm 2020 trở về trước. Một điểm đáng lưu ý nữa đó là việc thực hiện các kết luận kiến nghị của kiểm toán nhà nước thực hiện mặc dù có tiến bộ so với các năm về trước, nhưng mà chúng tôi đánh giá là vẫn còn rất nhiều các kiến nghị tồn đọng, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là được các bộ ban ngành trung ương, các địa phương chúng ta tiếp tục rà soát và báo cáo với chính phủ để có những cái giải pháp xử lý, đặc biệt là đối với nhóm chúng ta đánh giá là không thực hiện được. Chúng tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn.